Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một danh sách trắng đến từ sàn Credme Biswap. Đây là một sàn DEX. Thì tham gia danh sách trắng này, các bạn đã nhận được một tấm vé để có cơ hội mua token với giá phi sale nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mở cái địa chỉ MetaMask mà mình ra các bạn. Thì con này nó chạy trên nền tảng của Polygon Matic, các bạn cần tích hợp mạng Polygon Matic vào với MetaMask các bạn. Rồi, các bạn chọn mạng Matic nè. Mình cũng đã xét qua thấy dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Các bạn nhấp vào bao anh cùng, bạn nhấp vào trình duyệt các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một chọn nè, URL nè. Các bạn dán cái đường link dưới video mình vào các bạn. Rồi bấm nút gỡ nè. Rồi, sau khi các bạn vào đây thì các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Bấm sign up nè. Dòng đầu tiên các bạn đăng điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Dòng thứ hai password, dòng thứ ba xác nhận password các bạn. Rồi tất cả bấm sign up nha các bạn. Xác nhận password nữa. Rồi các bạn bấm sign up nha các bạn. Rồi các bạn chọn lướt cấp xa các bạn. Để check không phải là người máy các bạn. Và bấm xác minh. Máy kéo. Đèn giao thông. Tờ giờ lấy nước, sau xác minh cấp tra gì kỹ ta. Ok, sau khi bạn xác minh xong thì các bạn bấm vào connect wallet nha các bạn. Các bạn bấm kết nối nè. Chưa các bạn, đây nó hiện lên cái địa chỉ ví mình các bạn. Hiện chưa ta? Đã hiện rồi các bạn. Hiện như gì là mình đã connect thành công các bạn. Sau khi connect thành công thì các bạn nhấp vào bao gạch bên cùng nè. Các bạn bấm vào wallet nè. Rồi verify xong. Rồi các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào verify wallet các bạn. Rồi. Nó chấp thuận rồi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào bot nha các bạn. Các bạn copy cái chữ sạc wallet giúp mình nha các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào một con bot nè. Rồi các bạn mở Telegram mình ra nha các bạn. Kèo này mình thấy khá là ngon các bạn. Rồi các bạn bấm start nè. Rồi các bạn dán cái hashtag là sẹt tham gia danh sách wallet nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một complex wallet nè. Các bạn join vào group nữa nè. Xếp 1. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn join kênh group nữa nè. Rồi sau khi join kênh group xong thì các bạn bấm vào em rod bot để đức cấp trang nha các bạn. Đồ ta. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn bấm check join nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bắt up là bấm check join nè. Ship 4, follow Twitter, tiếp tục cũng follow Twitter nữa các bạn. Follow các bạn. Rồi, mình follow Twitter 4 dự án nè các bạn. 1 nè, rồi bạn like nè. Rồi bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bắt áp lực. Rồi tiếp tục follow dự án Xcoin nè. Rồi bạn bắt áp lên nè. Rồi các bạn follow dự án Launchzone của nó nè. Con này hợp tác nhiều quá ta. Tiếp tục follow tại Twitter BC Ami nè. Rồi bạn bắt đáp lợi. Các bạn nhấp vào bao gạch bên cùng nè. Thôi các bạn chờ chút xíu. Các bạn nhấp vào bao gạch bên cùng. Nhấp vào một hồ sơ. Các bạn nhấp ba gạch bên cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chấp liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Gửi đường link profile cho bot nè. Ok, như vậy là xong mà. Mình đã nhận được một tấm vé để có cơ hội mua danh sách trắng token của nó nha tất cả các bạn. Thì sau này mình sẽ cập nhật thông tin dự án này cho các bạn sau các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.